Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh tụi mình tính. Video này tôi xin dẫn các bạn cách cài mật khẩu khóa màn hình của con máy Oppo A55. Đây, tôi sẽ vào cài đặt này. Vào giới thiệu điện thoại Oppo A55, mã của nó là CPS2325 nhé. Đây, hiện tại thì nó chưa khóa màn hình. Đó, đây có cái vân tay ở đây này, khuôn mặt, mật khẩu nhé. Để thực hiện thì đầu tiên tôi sẽ vào cài đặt này. Ta sẽ kéo xuống chọn là mật khẩu sinh trắc học này. Đặt mật khẩu màn hình khóa. Nó sẽ cho bạn 5 giây để bạn suy nghĩ. Vì khi bạn quên mật khẩu thì các bạn phải bắt buộc phải xóa. Mất dữ liệu, chấp nhận mất dữ liệu nha. Bạn xem cái video bên dưới xóa mình nha. Ấn tiếp tục này. Ở đây thì nó có thể các bạn sử dụng loại mật khẩu khác ở đây. Chọn vào đây. Mẫu hình 4 số. Mật khẩu 46 chữ số. Ký tự chữ số. Rồi, ở đây tôi chọn ký tự chữ số trước nhá. Đó là mật khẩu khó nhất. Nó gồm có sao thẳng, còng các kiểu vân vân. Ví dụ tôi đặt Q này, 123 này. Q 123 tối thiểu là 4 chữ ký tự nhá. Ấn vào đây. Những vân tay các bạn cứ hủy đã. Bây giờ tôi khóa này, mở lên. Đấy, mật khẩu bàn phím khóa của nó sẽ như thế này. Thế nhập Q123, ấn vào từ tích này. Đấy, bây giờ tôi ấn vào sửa mật khẩu, tôi gõ lại lần nữa Q123, ấn vào đây. Tôi chọn sử dụng mật khẩu khác này, 4-16 chữ số. Cái này thì gồm chỉ có nguyên số nhá, không có chữ và ký tự đặc biệt. 2 3 4 5 6 7 8 chẳng hạn. Tiếp theo này, sử dụng này, 1 2 3 4 5 6 7 8, ấn mũi tên này. Hủy này, bây giờ tôi sẽ khóa này, mở lại, vuốt lên này. Đấy, cái bàn phím nó sẽ là dạng phím số như này. Đấy, không có ký tự để các bạn nhập. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, các bạn ấn vào mũi tên. Đó. Để sửa thì các bạn vào đây, nhập lại. Ấn mũi tên. Rồi, tôi sử dụng một khẩu khác. Ví dụ chẳng hạn. 4 chữ số chẳng hạn, ở đây là 6 số nhé. 4-16 ký tự các bạn nhập đây được. Đấy, 4 số chẳng hạn, 4 số nó đơn giản hơn, ngắn gọn hơn. 1 2 3 4 này, sử dụng này. Ví dụ, tôi lấy ví dụ nhé. Các bạn mật khẩu của bạn thì bạn đặt nào thì tôi không biết, bạn nhớ được. Đấy, tôi khóa. Đây, nó chỉ có 4 ô để cho bạn nhập. 1 2 3 4. Đó. Bây giờ tôi sửa này. 1 2 3 4 này. Sử dụng một khẩu khác, tôi chọn mẫu hình này. Mẫu hình là kiểu hình vẽ và nối ít nhất là 4 điểm, ví dụ 3 điểm nó sẽ không được. Đấy, bây giờ tôi sẽ nối nhá. Nối lại lần nữa nhá. Hủy này. Mở lên này. Đấy, nó sẽ màn hình khóa cái này. Tôi sẽ mở này. Rồi, tôi sẽ back ra. Bây giờ tôi sẽ thêm dấu vân tay này. Tôi sẽ phải nhập lại mật khẩu màn hình khóa này. Đây, ta sẽ cho vân tay vào đây. Các bạn thích ngón nào bạn cho vào nhá. Ví dụ tôi đặt ngón này đi. Tôi cứ nhấp nhả kiểu này nhá. Bây giờ nó đầy tròn 100% mà bạn được. Nghiêng, các bạn nghiêng về. Đó, như này là được. Đến xong. Hủy này. Khóa này. Đấy, vân tay ấy. Đấy, rất là nhạy. Và bách ra, về thêm khuôn mặt này. Bấm vào thêm khuôn mặt, vẽ lại mật khẩu. Bắt buộc các bạn phải cài mật khẩu mới cài được vân tay khuôn mặt nhé. Tiếp tục này, ta sẽ quay cam vào như hình. Cam trước vào mặt mình như hình. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay nhé, quay vào nhé. Đấy, 100% như này, ok. Ta có thể tự động làm sáng màn hình để nhận dạng khuôn mặt này. Có thể như thế, hoặc vuốt lên để mở khóa hoặc tự động mở khóa nhé. Tự động mở khóa nó dễ hơn. Bây giờ tôi khóa lại này. Ngón này tôi không được kịp. Mở sáng này. Cho vào mặt này. Đấy. Khóa này. Mở sáng này. Các bạn để ý cái hình ở đây nhé. Cho khuôn mặt này. Khóa này. Mở lại. Đấy. Để xóa đi thì ta sẽ tiếp tục vào mật khẩu và sinh trắc học. Ta sẽ vào khuôn mặt trước. Ta sẽ vẽ lại. Đây, khuôn mặt đã đăng ký, ta ấn vào cái thùng rác này, xóa này.
xóa. Đó, vân tay ta vào đây. Ta vẽ tiếp tục mật khẩu mã khóa, xóa ngón tay, xóa này. Rồi, ta tiếp tục vào mật khẩu mã khóa, vẽ lại, tắt mật khẩu là xong. Vẽ lại lần nữa. Ok, xong. Vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn à, đây tôi khóa mở lại cách cài mật khẩu khóa màn hình của con máy Oppo A55. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.